Xin kính chào quý vị khán giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 20 tháng 1 năm 2013 của VTV Phú Yên. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, chăm lo cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ sắp tới, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ triển khai hỗ trợ quỹ phi người nghèo Trung ương. Năm 2012 vừa qua, đời sống của một số bộ phận người dân gặp nhiều khó khăn. Do đó, công tác chăm lo Tết cho người nghèo cần được quan tâm tích cực hơn để người nghèo trong cả nước được đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ đầm ấm, vui tươi. Vì vậy, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phân bổ quỹ vì người nghèo Trung ương để hỗ trợ Tết cho người nghèo. Số tiền là 3 tỷ 340 triệu đồng, tương ứng với 11.134 suất quà Tết cho hộ nghèo. Trong đó, Ủy ban sẽ chuyển từ quỹ vì người nghèo Trung ương đến Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố số tiền là 2 tỷ 361 triệu đồng, tương ứng với 7.870 suất quà cho hộ nghèo. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng tuyên truyền tổ chức các hoạt động mừng đảng, mừng xuân để mọi người dân đón Tết Nguyên đán với tinh thần vui tươi, phấn khởi, tiết kiệm và an toàn. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định cũng vừa tổ chức trao tiền hỗ trợ cho ngư dân gặp nạn khi đánh bắt hải sản ở ngư trường vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa để mua ngư lưới cụ, sửa chữa, góp thêm vốn đóng mới tàu, tiếp tục vươn khơi, bám biển, bảo vệ ngư trường truyền thống. Trong đợt này, 1 tỷ 230 triệu đồng từ quỹ tấm lòng vàng của báo Lao động được hỗ trợ cho 10 ngư dân huyện Hoài Nhơn, 2 ngư dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định gặp nạn khi đang hoạt động ở vùng biển Hoàng Sa. Mỗi ngư dân được hỗ trợ cao nhất là 200 triệu đồng, thấp nhất là 50 triệu đồng. Số tiền này giúp ngư dân mua ngư lưới cụ, tiếp tục ra khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền tổ quốc. Cũng nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai cũng đã trao 37 suất quà cho bà con ngư dân, hai huyện Phù Mỹ và Hoài Nhơn của tỉnh Bình Định. Đây là số tiền do cán bộ công nhân viên chức lao động tỉnh Gia Lai đóng góp hỗ trợ cho ngư dân tỉnh Bình Định. Vào ngày hôm nay 20 tháng 1 năm 2013, thì thông tư 30 của Bộ Y tế quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố chính thức có hiệu lực. Thông tư này có nội dung quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở, tổ chức, cá nhân, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố trên lãnh thổ của Việt Nam. Theo thông tư này, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đường phố phải thực hiện nghiêm túc các điều kiện về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, như phải có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của nguyên liệu, phụ gia thực phẩm trong danh mục phụ gia thực phẩm cho phép được sử dụng của Bộ Y tế ban hành. Người kinh doanh thức ăn đường phố phải được tập huấn, được cấp giấy xác nhận, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định. Đây được xem là hành lang pháp lý cơ bản để quản lý hiệu quả hơn những cơ sở kinh doanh ăn uống đường phố, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Tại tỉnh Phú Yên, trong ngày đầu tiên áp dụng thông tư, tất cả những người kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đều bày tỏ ủng hộ nội dung quy định mới này, vì đó là cơ sở giúp bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, hầu hết những người kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố cũng cho biết họ không biết đến thông tư này. Bên cạnh đó, thì việc chứng minh nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm cũng rất khó vì các mặt hàng chủ yếu mua từ chợ và đã qua tay nhiều người mua bán. Tiếp tục với những thông tin khác. Tại thành phố Đà Nẵng vừa diễn ra một sự kiện được đông đảo người dân mong đợi, đó là lễ khánh thành bệnh viện ung thư, một bệnh viện hoạt động mang tính từ thiện nhân đạo theo cơ chế phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam. Bệnh viện ung thư Đà Nẵng có diện tích dành cho khu vực khám chữa bệnh là 100.000 m², quy mô 500 giường, có 27 khoa phòng. Thời gian đầu thì bệnh viện hoạt động với quy mô là 200 giường và 21 khoa phòng. Bệnh viện có hệ thống trang thiết bị mới hiện đại được vận hành bởi đội ngũ nhân lực, đào tạo bài bản chuyên sâu, có 74 bác sĩ, trong đó có 2 giáo sư, phó giáo sư, 7 tiến sĩ và bác sĩ chuyên khoa 2. Tại buổi lễ khánh thành, bệnh viện đã tiếp tục nhận được sự tài trợ của các tổ chức và cá nhân doanh nghiệp, tổng số tiền là gần 94 tỷ đồng Việt Nam và hơn 117.000 đô la Mỹ. Công an huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên vừa phối hợp với Trung tâm Giám định Pháp y của tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong của anh Ninh Văn Thắng ở thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa. Sau khi thi thể anh được đưa vào cảng Vũng Rô vào sáng 16 tháng 1 vừa qua, anh Thắng tử vong hơn một tuần trước khi cùng với 9 ngư dân ra khơi câu cá ngừ đại dương trên tàu cá PI-96905TS do ông Lê Văn Quang trú ở khu phố Lê Duẩn, phường 6, thành phố Tuy Hòa làm thuyền trưởng.
Theo các ngư dân trên tàu, thì trong lúc đang hành nghề, anh Thắng đột tử nên phải bỏ dở chuyến biển để đưa thi thể anh Thắng vào bờ mai táng. Thưa quý vị khán giả, rõ ràng là việc chăm sóc sức khỏe cho chính mình không phải ngư dân nào cũng chú ý đến. Sau mỗi chuyến biển thì họ chỉ biết nghỉ ngơi và chờ những chuyến đi tiếp theo. Khoảng thời gian ấy sẽ không lãng phí, không phải là cái cớ để dẫn đến bao vụ việc không hay nếu như những ngư dân được tư vấn và có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho chính mình. Tuy nhiên, công tác này lại đang bị bỏ ngỏ ở nhiều làng biển miền Trung hiện nay. Thuốc trị cảm sốt, thuốc kháng sinh và một số thuốc tiêu hóa mà anh Hoàng Thiên Thu, khu phố 6, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên chuẩn bị cho chuyến ra khơi cuối năm. Rất nhiều trong số này là thuốc không có nhãn mác, không hạn sử dụng. Việc sử dụng chúng, theo anh Thu, từ trước tới nay tất cả chỉ theo phỏng đoán và kinh nghiệm của từng ngư dân. Ba cái bệnh lâu năm thì thuốc men mấy anh em là vẫn tự chuẩn bị ở nhà trước, đem theo. Còn những cái ba cái bệnh cảm, bệnh đồ thông thường ấy, những cái bệnh chỉ chảy xước rồi đó thì mình đã mua dự phòng hết trên tàu. Để khi mà có sự cố thì có sẵn thuốc, đồ y tế rồi mình sơ cứu được. Ông Trần Nhã, khu phố 5, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa là một trong hai trường hợp bị đột quỵ dẫn tới tử vong trong lúc đang đánh bắt trên biển vào tháng 12 năm ngoái. Bản thân có tiền sử bệnh tim và huyết áp nhưng ông vẫn ra khơi khai thác hải sản. Và trước khi đi, ông cũng không đi kiểm tra sức khỏe. Thiếu thuốc, thiếu kiến thức sơ cấp cứu, cộng với khoảng cách từ chỗ tàu thuyền đang đánh bắt đến các đảo quá xa, nên ông Trần Nhã đã phải chấp nhận thiệt mạng khi đang đánh bắt giữa biển khơi. Không, hả? Không đến. Nói thường thường là hả? Nói là đi khem tư ở ngoài, để lấy thuốc cho nhanh, hoặc là khám đỡ cho mau hết bệnh, đỡ hà đi làm, chứ hà không có đến trạm y tế theo từng mắt. Ví dụ như khám bảo hiểm y tế thì tới trạm rồi mới tới bệnh viện thành phố rồi mới tới bệnh viện tỉnh, nhưng mà thường thường là hà tới nhà thuốc tư đỡ hà mua uống vậy thôi, chứ không theo một chỉ định, theo một trình tự của dịch vụ y tế. Đề án 52 về kiểm soát dân số vùng biển đảo lâu nay chỉ tập trung cung cấp phương tiện tránh thai. Các địa phương ven biển hiện đều thiếu các hoạt động khám, kiểm tra sức khỏe ngư dân trước khi ra khơi. Gần 5 năm trở lại đây, ông Lê Trịnh không biết mình đang mắc bệnh cao huyết áp. Trong khi đó, theo quy định, người mắc cao huyết áp và bệnh tim mạch không được ra khơi đánh bắt hải sản dài ngày. Phải có một cái biện pháp, mà biện pháp đó là chúng ta đưa vào y tế, thì công tác y tế chăm sóc sức khỏe cho người dân nói chung và ngư dân nói riêng, mình phải phối hợp bằng nhiều khía cạnh. Ví dụ chúng ta phối hợp giữa địa phương và những tuyến trên, đồng thời các cái ngành, các cái đoàn thể, nhất là bên bảo hiểm xã hội, thì cần phải có một cái thể lệ quy chế. Sau khi người dân mà được mua bảo hiểm thì nên cho người ta là phải có một cái sổ khám bệnh, có một thẻ khám bệnh y như là các công nhân viên chức các ngành khác. Như thế thì cái lực lượng mà ngư dân họ mới thường xuyên đi khám bệnh được. Nam giới là lao động chính ở vùng biển. Sức khỏe của họ mang tính quyết định đối với việc chuyến biển có hiệu quả hay không. Việt Nam là quốc gia biển, thu nhập từ biển đã và đang trở thành nguồn thu nhập chính đối với nền kinh tế nước ta. Chính vì vậy, ngoài nông lâm nghiệp, ngư trường hiện đang là môi trường làm việc của một bộ phận không nhỏ lao động ở các địa phương. Năng suất, chất lượng khai thác sẽ được nâng lên khi mà sức khỏe của ngư dân được chăm sóc tốt hơn. Bởi ngoài khai thác hải sản, ngư dân còn là lực lượng quan trọng đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo của Tổ quốc. Đến với những tin tức về an toàn giao thông. Hiện nay, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, thì tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải, chở quá số người cho phép diễn ra phổ biến. Tình trạng này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công trình thuộc hệ thống đường bộ, gây mất an toàn giao thông và là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để chấn chỉnh tình trạng này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên đã yêu cầu Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh cương quyết xử phạt, áp dụng hình thức xử phạt cao nhất theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp phương tiện chở quá tải trọng cho phép và chở quá số người quy định. Người thi hành công vụ, thi hành nhiệm vụ có các hành vi tiêu cực cũng sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu Sở Thông tin Truyền thông Phú Yên, các cơ quan truyền thông đóng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của nhà nước về quản lý tải trọng phương tiện cầu đường bộ cũng như quy định về đảm bảo an toàn đối với xe chở khách. Theo đại diện của bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay thì bến xe này vẫn còn hàng nghìn vé xe khách đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc cho hành khách về quê ăn Tết, do bến xe còn có khả năng huy động thêm hàng trăm xe vào tăng cường chở khách trong dịp Tết. Các đơn vị và doanh nghiệp có nhu cầu đặt vé trước Tết đi tập thể, bến xe cũng sẽ bố trí xe đến đón tận cơ quan xí nghiệp. Từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2, bến xe miền Đông tổ chức thêm 2 quầy bán vé trước Tết cho hành khách về quê ăn Tết. Theo kế hoạch thì từ ngày 23 đến ngày 27 tháng Chạp, bến xe sẽ tăng cường 100 xe buýt vào chở xe khách về quê trong dịp Tết. Kết quả giám sát năm ngoái đối với việc thực hiện pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải của Ủy ban nhân dân pháp luật của Quốc hội cho thấy trên 96% tổng số vụ vi phạm hành chính về giao thông thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo tính toán, cứ 2 phương tiện tham gia giao thông đường bộ thì 1 phương tiện vi phạm hành chính. Các lỗi vi phạm chủ yếu là vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, các hành vi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt sai quy định, không đội mũ bảo hiểm. Ngoài ra có các lỗi phổ biến như là thay đổi kết cấu thiết bị phương tiện trái phép, không đăng kiểm, không có giấy phép lái xe, uống rượu bia, có nồng độ cồn trong máu vượt mức cho phép, lấn chiếm xây dựng sử dụng trái phép hành lang an toàn giao thông, xe khách dừng đón trả khách không đúng nơi, chở quá số người cho phép, v.v. Các vi phạm xảy ra trên khắp cả nước nhưng tập trung chủ yếu ở khu vực đô thị. Để tiếp tục cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông, Chính phủ giao các bộ ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, sớm đưa ra hình thức xử phạt vi phạm hành chính giao thông đường bộ thông qua tài khoản ngân hàng. Theo nhận định thì nếu giải pháp thiết lập trật tự an toàn giao thông bằng cách thu tiền phạt vi phạm hành chính giao thông đường bộ qua tài khoản cá nhân được áp dụng, khi ấy ngoài việc người tham gia giao thông sẽ chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, trật tự an toàn giao thông trong cả nước được thiết lập, tình trạng mua bán cho tặng xe không làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi đăng ký xe sẽ không còn. Giải pháp còn trực tiếp làm giảm được tiêu cực trong xử phạt hành chính giao thông đường bộ và còn huy động vào kho bạc nhà nước một lượng tiền lớn. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự ngày hôm nay của VTV Phú Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Sau đây là dự báo thời tiết trong ngày.